Và cuối cùng mình sẽ tổng kết lại những cái điều anh em cần lưu ý, một vài chỉ số anh em cần lưu ý. Thì ở đây mình sẽ tóm gọn ở trong bốn nội dung. Một là phần về phần tin nhắn ha, thứ hai là về chatbot, thứ ba là về quảng cáo Facebook, và cuối cùng là các chỉ số ở trên KPCT. Thì mình sẽ nói từng cái một. Đầu tiên đó là về phần nội dung tin nhắn, thì anh em cần, nó khác với email ha. Email marketing thì nó hiển thị hẳn ở trên cái máy tính này luôn, anh em có thể ghi dài dòng được, nhưng đối với tin nhắn thì anh em nên ngắn gọn. Vì cái cửa sổ tin nhắn này, như anh em thấy, nó chỉ đối với máy tính ha, nó chỉ gói gọn ở trong đây thôi. Và nếu như anh em viết quá dài, người dùng phải lăn chuột lên để đọc á, thì sẽ không tốt ha, chuyển đổi sẽ không tốt. Anh em cần lưu ý ở đây giúp mình là ngắn gọn. Và để ý cái luật 24 giờ giúp mình ha, luật 24 giờ là mình đã giải thích rất kỹ ở trước rồi. Thứ hai, ở phần trong chatbot thì anh em để ý những cái tỷ lệ như là tỷ lệ gửi, tỷ lệ đọc, tỷ lệ click vào từng cái nha. Anh em có thể theo dõi rất kỹ ở trên mini chat. Mình lấy ví dụ cái chuỗi mình làm demo cho anh em thì hiện tại đã có 192 người subscribe vào rồi ha, tỷ lệ mở lên tới 90% này, 90,9 là 91%, và CTR là tỷ lệ click lên rất là cao, 43%, đây là một tỷ lệ rất là cao ha. Thì trong cái tin nhắn đầu tiên á, mình để sau 2 giờ thì anh em đấy ha, đã gửi được cho 144 người, trong đó là có 6 mang về 62 click, là cái tỷ lệ click lên tới 43%. Tỷ lệ mở để đọc cái tin nhắn này là lên tới 91%. Đây là những cái chỉ số anh em lưu ý. Ví dụ như ở trong phần này ha, anh em thấy cái tin nhắn nào mà nó mang về một cái lượng chỉ số thấp hơn hẳn so với cái còn lại thì anh em nên xem xét để mà tối ưu lại cái nội dung cho nó. Ngoài ra thì anh em phải xem ở những cái chỉ số ở như phần ở menu ha, ở phần tất cả mọi thứ anh em xem ở đây. Cụ thể hơn ở trong phần tin nhắn anh em cũng xem luôn ha, ví dụ trong phần này mình xem coi. Đây ha, thì có tới tỷ lệ là tới 40%, 39% người đọc, người user click vào đây đọc, và có 10% tỷ lệ là click vào nhận ưu đãi. Thì như như mình nói á, anh em xem những cái chỉ số nào mà nó quá thấp, nó thấp hơn so với những cái còn lại thì anh em tối ưu lại. Và để ý những cái tỷ lệ mà user đăng ký và hủy đăng ký mỗi ngày ha. Như hôm nay mình đã test một bài đây, trong nhóm của mình, như mình demo trước cho anh em luôn á, là mình tặng xe 50 nguồn hàng ở đây, mình viết rất là kỹ ha. Ai muốn nhận thì inbox với mình và sau đó gõ nguồn hàng. Thì mỗi bài đăng đó thôi, hôm nay mình đã có từ 526, hiện tại đã lên 703 trong một buổi chiều thôi, lên gần 200 user rồi. Ngày hôm nay mình là 200 user, 22 người hủy. Nhưng đó là cái tỷ lệ anh em nào thấy nó quá cao hoặc nó quá thấp một cách bất thường thì anh em nên xem lại và tối ưu lại, đó là đối với chatbot thôi. Về Facebook Ads thì nó quá rất là nhiều chỉ số anh em cần lưu ý. Thì để nhanh thì anh em có thể đặt cái bài 6 chỉ số quan trọng nhất. Anh em có thể vào trang livevietnam.com đọc cái phần trên blog này là 6 chỉ số quan trọng nhất. Nó rất là nhiều chỉ số trong Facebook Ads. Ở đây mình với kinh nghiệm chạy của mình và mình học trong khóa học của Donny Chu á, thì đây là 6 cái chỉ số mà mình cảm thấy quan trọng nhất anh em cần xem tối ưu trong mọi chiến dịch quảng cáo của mình. Nhưng mà suy cho cùng anh em để ý nhất là chi phí cho đơn hàng, ngày hôm đó anh em chạy ra bao nhiêu tiền và nó mang về lại cho bao nhiêu, cho mình bao nhiêu tiền. Anh em lưu ý cái phần chạy về chatbot ha, nó luôn luôn như vậy nè, thời gian đầu này anh em luôn luôn lỗ. Lỗ là sao? Tại vì anh em tốn tiền chạy quảng cáo để cho user vào trong bot để lấy cái quà tặng, cái phễu thôi, nó chưa mang lại đơn hàng mà, nên thời gian đầu anh em lỗ, đó là cái chắc chắn ha. Và chỉ sau một thời gian, lấy ví dụ như cái chuỗi này, anh em sẽ up cái chuỗi bám đuôi này, mình nói đơn giản là cái chuỗi bám đuôi này, anh em sẽ up cho nó là trong vòng 5 ngày. Ở đây mình nói 5 ngày ha. Sau 5 ngày mà thì thường á, nó sẽ mang lại cho anh em cái phần là từ hòa vốn, và từ từ 4 5 ngày ha, là hòa vốn, và sau 5 ngày thì anh em sẽ lãi. Nhưng nếu sau 5 ngày mà anh em
vẫn đang ở mức lỗ. Và thêm nữa 7 đến 10 ngày anh em vẫn lỗ thì anh em nên xem lại cái chiến dịch đó ha, dừng lại và xem lại. Vì cái chỉ số quan trọng nhất vẫn là chi phí cho đơn hàng. Nhưng anh em để giúp mình ha, thời gian đầu anh em lỗ là cái chắc chắn rồi. Vì anh em đang chạy để chuyển đổi sau này mà. Chắc chắn anh em phải tốn tiền trên những cái user vào trong blog của mình. Thì đối với quảng cáo Facebook, anh em để giúp mình 6 cái chỉ số quan trọng này. Và cái chỉ số quan trọng nhất là chi phí cho đơn hàng. Mình lấy ví dụ anh em tính trong vòng một tuần đi, trong tuần đó anh em bỏ ra 7 triệu cho quảng cáo và thu về 10 triệu. Ok, anh em có lãi anh em cứ chạy, không phải quan tâm gì nữa. Và chỉ số cuối cùng ở trên kênh đó là anh em xem những chỉ số trên báo cáo những KTCT ha. Thì KTCT thì anh em ở phần review này, đầu tiên anh em có thể vào phần đơn hàng để biết được là đơn hàng của mình nó về từ nguồn nào ha. Mình sẽ trước đối với cái nguồn á, thì lúc mà anh em sort ra tiếng Anh là sort, lúc mà anh em tạo đơn á, tạo link chứ chiến dịch này, ví dụ mình lấy link này đi, thì đây cái sort ABC đó anh em để ở đây, thì đơn hàng nó về từ cái sort này nó sẽ báo trên kia ha. Đối với anh em không để cái đó thì ghi là non ha, là không. Đây là những cái đơn hàng mà mình để riêng để mình xem nó về từ đâu. Ở đây anh em có thể xem được những cái trạng thái đơn ha, đơn hàng đã duyệt, đơn hàng mới, đơn hàng chờ thanh toán. Ngoài ra ở phần reviewer anh em có thể vào phần báo cáo giúp mình này. Mình bấm vào tháng trước cho chỉ số nó rõ hơn. Tháng trước thì mình được 9 triệu 2 tiền reviewer. Đây anh em xem được cái tỷ lệ chuyển đổi ha. Là chuyển đổi nghĩa là tỷ lệ click trên đơn hàng. Thì đối với mình tỷ lệ này là ok, khoảng 2,5 đến 3% là ok, mình được 2,4%. Thì tiếp tục anh em kéo xuống, anh em sẽ có rất là nhiều chỉ số trên từng chiến dịch của anh em. Ví dụ đối với chiến dịch là digital marketing đi, thì mình mang về thu nhập trong tháng trước là 93k, trong đó có 279 click, 3 chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi rất là thấp ha, 1,1%. Để cho anh em xem tỷ lệ chuyển đổi cao, ví dụ đây chẳng hạn, tháng trước thì mình mang về tới 1,3 triệu nè, tỷ lệ chuyển đổi lên tới 12%. Và cái eCPC này nó là số tiền anh em thu về được trên mỗi click ha. Ví dụ anh em chạy quảng cáo với mỗi CPC, số này với mỗi CPC trên quảng cáo anh em tốn là 3k, nhưng mà mình mang về cái doanh thu 1,2 triệu trên 208 click này, thì mỗi click mình sẽ lại thu về được tới 26k2. Nó này sẽ khá là khó hiểu cho anh em có thể vào phần blog này, affiliate, em có thể đọc bài 18 thuật ngữ thường gặp, mình sẽ xem có ACBC này không ha. CBC ABC, số tiền thu được trên mỗi click. Anh em đọc cái phần này anh em sẽ hiểu được ACPC là gì ha. Mình giải thích ra là nó hơi khó hiểu cho anh em. Ngoài ra anh em sẽ xem tỷ lệ chuyển đổi nè, số lượt chuyển đổi nè, số lượng click, thu nhập. Rất là cụ thể ở đây. Thì tới cái bài cuối cùng này thì đã hết nội dung ở trong cái khóa học kiếm tiền với KTCT rồi. Anh em có thể rất là nhiều cách để mà kiếm tiền trên nền tảng KTCT, làm với chatbot automation chỉ là một trong nhiều cách đó thôi, và hy vọng với cái cách mình chia sẻ cho anh em thì anh em sẽ kiếm được tiền, kiếm được lợi nhuận. Và anh em có gặp khó khăn thì cứ nhắn tin với mình, muốn đẩy cái khóa học, những khóa học của mình trên KTCT thì anh em cứ nói với mình sẽ hướng dẫn cho anh em thôi. Ok, chào tạm biệt anh em.